Xin mến chào tất cả các em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm một combo này lên đến cấu hình một cấu hình Array Bass 30. Bass 30 này là cấu hình này là cực kỳ cao cấp nha các bác nhé. Tùng Nguyên báo giá luôn combo này trong đầu video luôn. Combo này có giá 11 triệu. Combo này nào đánh full đôi nha các bác nhé. Gồm có hai cặp bass 30 neo bi 7 triệu. Một cặp củ tép neo bi 2 triệu. 2 triệu 9 và một cặp phân tần 725 1 triệu. Tùng Nguyễn báo giá thừa 100.000 vì Tùng Nguyễn sẽ ship cho các bác. Bộ combo này là có giá 11 triệu 100.000 là bao ship. Đấy, combo này là có tiền hỗ trợ tiền cước rồi đấy. Bộ combo này ship rất là đắt. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ đi sâu hơn và giới thiệu sản phẩm từng linh kiện một trong cái video này. Combo này là combo full đôi của loa Array, hoặc là các bác nắp phòng hát, rồi là các bác có thể chơi gia đình. Nếu các bác có nhu cầu cao về karaoke thì nắp quả full đôi này rất là chất lượng, tiếng hát của nó rất là ngọt và sáng. Riêng dòng neo bi của Tùng Nguyễn thì cực sáng trong các cái dòng neo, tiếng rất là sáng. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ đi chi tiết hơn, giới thiệu hai cặp bát của mình. Trước màn hình đây là cặp bát này có bát cấu hình là bát hình lục lăng. Đấy, nhưng mà các bác đắp vào các cái dòng loa bát miệng của nó thì đều là hình tròn hết. Đấy các bác nhìn đi ạ. Nó chỉ tạo các cái điểm lục lăng ra để cho nó thành hầm hố thôi. Vì con này là kiểu dáng của Lexo, màng sơn dầu chống nước. Gân của nó là gân vải, tẩm dầu hai gân. Đây là củ bát đấy ạ. Củ bát của nó thì sẽ là côn 76. Và củ bát của nó rất là to so với cái dòng neo thường của Tùng Nguyễn. Xương nhôm đúc côn 76 nha các bác nhá. Con này nhìn đã biết là rất là thanh thoát và tiếng của nó thì khỏi nghĩ rồi. Côn 76, côn phíp, tiếng rất là sáng. Đấy, dòng chạm của nó bắt liền với xương hết. Xương nhôm đúc của hãng Lexo. Bát 30 neo bi nhá. À đây, con Tùng Nguyễn quay lại cái neo từ của nó. Từ nó là từ bi. Đấy, các cái viên từ bi này nó rất là đắt. Đấy. Có bác hỏi là từ bi nó khác ở cái từ thường như nào. Từ bi nó là thuộc vào hệ cao cấp rồi. Thế nên là nó cho cái chất âm nó rất là khác. Cái lực từ của nó rất là mạnh. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu con tép. Con tép của nó thì sẽ được đi kèm với ốc. Và trong túi của nó thì trong túi tép nó có cả hạt chống ẩm này. Con tép này nó là thuộc hệ cao cấp rồi, nó bảo vệ rất là chất lượng. Tép neo bi. Mã là DE900S. Tép neo bi. Con này thì từ của nó thì lại không được sơn đen như con bát, nhưng mà tiếng con tép này rất là hay. Tiếng con tép này các bác làm sự kiện mà đã mua của Tùng Nguyễn rồi thì khỏi chê nhá. Bác nào mà xem lại video này mà mua được con tép và con bát này của Tùng Nguyễn thì cho Tùng Nguyễn xin một like và một bình luận để cho anh em nào chưa mua thì biết được cái dòng sản phẩm của Tùng Nguyễn. Và đây trước màn hình đây là con phân tần 725 SRX 725 đánh full đôi. Phân tần này đánh full đôi nhá. Còn cách hàn phân tần thì rất đơn giản. Bên này là đường bát này. Cái đường dương và đường âm của nó thì nó chung vào một lỗ hết. Đấy, mình nhét dây vào, câu ra thành hai đường bát. Con phân tần này nó thiết kế kiểu này. Đấy, hai lỗ. Còn đường in của nó đây. Dương và âm. Và đường tép của nó đây. HF là đường tép. Con này nó gồm một cuộn cản bát này và ba cuộn cản nhỏ. Các bác nhìn cấu hình này rất là chất lượng. Combo này Tùng Nguyễn đã bán được mấy combo vào trong miền Nam rồi, nhưng hôm nay Tùng Nguyễn mới làm combo lên để cho bác nào có
có nhu cầu đến cái dòng cao cấp này thì cứ đặt hàng của Tùng Nguyễn, cực kỳ chất lượng. Con này mà so sánh các bác nhá, mua loa bãi các bác chỉ có dùng để nghe nhạc thôi, còn hát karaoke các bác cứ chơi hàng Trung Quốc cho em, đánh vừa bền vừa sướng. Loa bãi mà đánh các cái bây giờ thật sự là các bác bây giờ đang chơi sai lầm. Các cái dòng 450 bãi hoặc là 1000 bãi mà các bác cứ chơi đẩy coi như là chỉ là phá loa chứ không phải là chơi nhạc đâu ạ. Nếu mà các cái dòng loa như thế các bác chỉ chơi âm ly thôi ạ, chơi đẩy là phá loa, đánh sẽ bị nhanh bị cháy tép rồi hỏng bát, dão màng hết. Còn đâu các bác chơi loa full thì chơi đẩy thì cực kỳ tốt. Đấy, chơi nó phải đúng cách chứ đừng có chơi lung ta lung tung. Loa bãi thì công suất nhỏ lại chơi đẩy khỏe, rất nhanh hỏng loa. Đấy, Tùng Nguyễn hôm nay giới thiệu combo là chính. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây. Các bác nào có nhu cầu đến combo của Tùng Nguyễn thì liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 111. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây và chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn nha.